Coi. Xi Minh, Sở Trường. Đình Mạnh. Cú đá rất căng. Cú đá rất căng của Đình Mạnh nhưng bóng vẫn đi vào vị trí mà Lại Tuấn Vũ đã chọn. Và họ đã tạo ra cơ hội bằng cách mà Sĩ Minh thực hiện đường truyền tốt để Đình Mạnh tung ra cú đá từ cự ly 16m50. Cú ra chân của Bình Phước đang phòng ngự rất sâu. Đoàn Thanh Trường pha thoát đi rất hay. Sĩ Minh. Nhà rất cần có bàn thắng. Họ cần phải cụ thể sức ép này thành bàn thắng. Nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Dược Nam và Nam Định. Và người ghi bàn là cầu thủ trẻ Vũ Đức Nam. Trung vệ lần đầu tiên được xuất quân ở mùa giải này đã ghi rồi. Vũ Đức Nam, cầu thủ mang áo số 27, đã dự báo về sức ép, về những tình huống dứt điểm đã diễn ra. Và đây là một bàn thắng rất đẹp của Dược Nam Hà Nam Định. Thanh Trường chuyền bóng chính xác và Vũ Đức Nam đã bật cao hơn Văn Ly để lái trái bóng vào góc xa trước sự bất lực của Lại Tuấn Vũ. Một bàn thắng đẹp và nó xứng đáng với những gì mà các cầu thủ chủ nhà. Rõ ràng là khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và cũng đã mất khá nhiều sức ở hiệp 1, thì những phút vừa qua của trận đấu này thì tốc độ trận đấu không cao. Đình Mạnh. Sĩ Minh rất chống trả. Vẫn là Sĩ Minh, hơi chậm mất rồi. Hội Hùng. Và rút chân trái sở trường của Mạnh Hùng, nhưng tiếc là nó lại đi rất không chính xác. Trước đó là một tình huống mà Lê Sĩ Minh đã xử lý không thực sự tốt. Còn Vũ Thế Vương thì lại còn hạn chế hơn, 1m56. Đây là Mai Xuân Quyết. Và xử lý cực kỳ tự tin của tiền đạo mang áo số 77. Còn bên phía Bình Phước là Nguyễn Văn Quý và Vũ Phong. Mai Xuân Quyết rất hay, pha xử lý rất tự tin và bình tĩnh của Mai Xuân Quyết đã mang lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định. Đó là tình huống mà cầu thủ trẻ sinh năm 1999 đã tận dụng rất tốt. Đó là tình huống mà Mai Xuân Quyết đã tận dụng rất tốt sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Bình Phước, bình tĩnh đối mặt với Lại Tuấn Vũ và thực hiện tình huống trích mũi nhạy cảm. Tình huống chuyền bóng tốt của Hoàng Minh Tuấn, có vẻ như chạm đầu tiên của Mai Xuân Quyết thì không thực sự tốt. Nhưng sau đó cầu thủ này đã rất nhanh nhạy đưa ra một tình huống trích mũi hợp lý. Mai Xuân Quyết. Mai Xuân Quyết và Vũ Thế Vương 2-1. Tình huống xử lý hơi vội của Xuân Quyết nhưng bóng vẫn còn trong sân. Vẫn có bàn thắng cho các cầu thủ Dược Nam và Nam Định. Và người ghi bàn vẫn là Mai Xuân Quyết. Nhưng lần này thì nó dễ dàng hơn rất nhiều khi nhận được sự kiến tạo tuyệt vời của Vũ Thế Vương. Chân sút 20 tuổi của Dược Nam Nam Định đã có cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống đầu tiên của anh, dứt điểm đầu tiên là một pha dứt điểm cũng khá táo bạo nhưng nó không thành công. Và tình huống sau đó thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều khi mà Vũ Thế Vương thực hiện đường truyền như đặt để Mai Xuân Quyết đệm lòng vào khung thành trống từ cự ly khoảng chỉ 5m mà thôi. Và đúng lúc này thì trọng tài Hoàng Thanh Bình đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu của trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Away. Những nỗ lực, những cố gắng nhất định trong trận đấu này, nhưng có vẻ như khoảng cách giữa hạng nhất và V-League là một điều mà khó có thể san lấp. Trận đấu thành công về mọi mặt của các cầu thủ Thành Nam và điều này sẽ giúp cho họ tự tin hơn trong quãng thời gian tiếp theo của mùa giải này. Niềm vui của ban luyện Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh cũng trên kênh Bóng Đá TV. Xin chào và hẹn gặp lại.